Chào các bạn nhá. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình đây. Hôm nay kênh của mình là anh em đang dùng cái là đây là gọi là cái phồng tôm. Đó, nhiều bạn là cái cách trao phồng tôm thì có những bạn là biết trao, có những bạn không biết trao. Hôm nay là chia sẻ cho anh em cách trao phồng tôm. Thứ nhất là trao phồng tôm xong thì nếu mình ăn cái phồng tôm này với cái nhân thịt vịt các bạn nhá. Đấy, nhiều bạn là ăn với nhân chim bồ câu. Thì hôm nay là mình ăn phồng tôm với nhân thịt vịt của cánh vịt ấy. Đấy, quấn là các bạn, nhiều bạn biết rồi đấy. Đấy, đấy. Cái này cũng phải có kỹ thuật trao mới được ấy, không phải đơn giản đâu đúng không? Đấy, lên miếng. Cha mình cứ cho nó lưu ý nhá, nó nở trắng thôi nhá. Ừ, hết đi, hết tầm đi. Hết tầm nó trắng thôi nhá. Các bạn nhá, trắng thôi nhá. Đấy, đừng có mà để nó vàng đi là nó cháy. Nó cháy đúng không? À, cứ nở hết, nó trắng là mình mang ra. Cam dầu ngon hơn hay là mỡ ngon hơn? Dầu được, mỡ được. Dầu mỡ được đều hết, quan trọng là cho nó thôi thôi. Nở hết ra. Nở hết ra. Đấy. Phải tắt lửa đấy đúng không? Tắt lửa chứ nó cháy. Đấy, kỹ thuật đấy. Tí nữa là lấy cái này chấm mấy nhân thịt vịt cổ cánh vịt ấy các bạn. Đấy, nhiều bạn là có chim bồ câu thì các bạn ăn mấy chim bồ câu. Ăn mấy cổ cánh vịt cũng cực kỳ là ngon, chứ không nhất thiết là phải chim bồ câu đâu các bạn nhá. Cổ cánh vịt xào, mình cho hành này, cho gia vị vào mình ăn chấm rất là ngon. Ủa, nói chung là cái một túi phồng tôm này trao lên tôi nghĩ là khả năng phải được một cái rổ này to đấy. Đúng không? Một túi phồng tôm kia bây giờ có giá bao nhiêu tiền? Ra ngoài thị trường mua nó vào cũng 12.000 các bạn. 12.000 đúng rồi, 12.000. Đấy, các bạn mà ra quán ấy thì nó một đĩa nó cho đấy 230.000 chuyện bình thường, đúng không? Một túi này người ta phải trao được 3 đĩa. Ừ. Phồng lên thì nó ăn thoải mái. Thương nhân giỏi vừa là đầu bếp giỏi. Đây. Nhiều lắm ngon.